Hôm nay mình sẽ chỉ cho bạn cái bài minh kỳ gì đó bài đó là bài Tongue and Monkey thì đây là cái hợp âm của nó. Thì nhìn tay mình ha, fa la đố nè, bạn bấm vô xong rồi các bạn xuống rề rề fa lá. Xong rồi lên mi 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 si la mi la si. Xong rồi xuống đồ thăng đồ mi lá. Rồi các bạn làm vậy nè, giống các bạn tập theo nhịp ha. Đó, vậy thôi. Bây giờ là mình làm lại ha. Fa re 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 mi 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 do 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 do. Rồi, đó, giờ mình sẽ cho các bạn nghe. Đó, bây giờ là cái này ha. Nhờ bạn nghe nè. Xong rồi lên mi 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 đồ đó. Thì hồi nãy nếu mà các bạn gắn nó vào nốt chậm thì ok, bây giờ mình sẽ lên nốt nhanh nè, nốt cao hơn một xíu rồi pha nè. Thì nó cũng như vậy thôi. Rồi bây giờ mình sẽ kết hợp giữa cao và thấp thì nó sẽ ra một cái đoạn như vậy ha. Các bạn nghe kỹ nha. Đó, thì nó sẽ ra như vậy. Thì bây giờ khi vậy các bạn kết hợp luôn ha. Bây giờ mình sẽ kết hợp một cái nhịp là đó, để coi nha. Bạn nghe rõ không? Đó, thì mình sẽ ghép cái âm này vô. Đó, rồi bây giờ mình đã có ba cái rồi ha, để mình đàn lại cho bạn nghe ha. Đó, thì bây giờ mình sẽ kết hợp vào cái melody là như thế nào. Melody là như vậy đó các bạn. Rồi fa mi fa mi fa mi fa la la đó. Tăng 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 đó, nhìn nè. Fa mi fa mi fa, để mình dặn lớn volume xíu. Fa mi fa mi fa mi fa la la, à, bạn để ý kỹ nha. Fa mi fa mi fa mi fa la 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 la, à. Rồi tiếp tục. La la la, fa fa mi fa la la, đó. Rồi điệp khúc nè. Ta nè, do si. Si la si la 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 mi fa. Rồi lại nè. La 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 ni fa la la. Đó là cái như vậy. Rồi bây giờ mình sẽ kết hợp lại nhau nha. Vô nè. 1 2 3. Đó. Đó, rồi bây giờ mình vô nè. Fa fa mi fa mi fa la la ha. La si si la si la si la 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 ni fa la 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 ni la ni la la la. Đó. Tại vì giờ trời tối rồi mình không có đàn to được ha. Còn bây giờ hoặc là mình sẽ để như vậy để mà mình đờn cho bạn nghe. Giờ mình sẽ ghép tiếng trống. Tiếng trống vô là bùm chắc bùm bùm chắc bùm chắc bùm bùm chắc ha. Để hỡi nghe thôi nha. Rồi vô nè.
la la la. Rồi lên được khúc. Rồi. Đó, vậy thôi.